Chúng ta làm một câu được trích trong sách khoa học tự nhiên lớp 6 môn sinh học, đề bài như sau. Bệnh do virus gây ra không lây theo con đường nào? Các con đường gây ra lây lan virus gồm có đường hô hấp do hơi hoặc hắt hơi. Như vậy, đường thứ hai là đường máu, dùng bơm chống bơm kim tim hoặc là xăm mình. Đường máu chắc chắn loại. Tiếp theo là tiếp xúc trực tiếp, loại có B, truyền từ mẹ sang con. Như vậy ở đây chúng ta sẽ là gì? Đường hô hấp mà đây thông qua đường không khí này, chắc chắn rồi. Về đường tiêu hóa thì sẽ không lây ra virus. Chọn có đúng ở đây là câu D. Thế thôi.